Hãy lên, hãy lên. Đó. Giờ má. Rồi. Dạ không, đây là quê nhà của tôi đây. Con anh muốn làm rể nhà em thì anh đi bên này. Anh làm rể được rồi. Trong ngôi nhà của em mặc dù rất là dài nhưng mà nhà em sẽ chia làm hai gian chính ạ. Một gian để đón tiếp khách và một gian để sinh hoạt. Thì hiện tại cả nhà mình đang di chuyển trong gian đón khách của ngôi nhà. Và người ED em gọi gian này là gian gáp. Thì ở phía đầu nhà em sẽ đặt một cái ghế ạ. Cả nhà mình ơi, đây là cái ghế có tên tiếng ED là cặp banh điếc, sẽ dành cho người phụ nữ nóng quyền lực cao nhất nhà mới được ngồi lên. Wow. Em ơi, mấy chị ngồi thử đi ạ. Làm ngồi được không em? Dạ không. Ghế này chỉ dành cho người phụ nữ quyền lực thôi. Quyền lực đó, người phụ nữ quyền lực.